Một ông anh của tôi tên là ông Uyên, và một cái người mà một cái tác giả mà tôi rất quý đó, hồi bé mà tôi đọc tôi thích, tác giả viết những cái tập kịch thơ Ải Bắc rồi Quán Biên Thùy ấy, nói ông ấy tên là, ông ấy là Thao Thao đó, thì tôi lấy cái tên của ông anh tôi góp với cái tên đó, thành có lẽ là tôi lấy từ năm 56. Hồi đó tôi viết cái bộ phê bình về thi ca Việt Nam, tôi viết cái cuốn sách mà 70 năm thi ca Việt Nam, từ năm 1900 cho năm 1960 đó, 60 năm thi ca Việt Nam. Thì đấy, hồi đó tôi viết từ năm 60, 56 cho đến năm 60, tức là tôi viết cái bộ sách 5 năm trời. Cái lúc ở Hà Nội mình bắt đầu viết đó, thì bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi chọn cái tên đó. Tôi chọn cái tên Hà Lan. Rồi sau đó một thời gian tôi không thích cái tên Hà Lan nữa, thì tôi ký tên là Hoàng Hà. Thì có lẽ tôi nghĩ là cái tên Nguyên Thao là bởi vì cái thời gian đó mình kiếm tiền bằng cái tên đó thì tôi phải giữ nó thôi. Tôi nghĩ là cái tất cả những cái đó nó chỉ là những cái chuyện, tôi thấy là những cái chuyện nó không có quan trọng lắm. Cái vấn đề quan trọng nhất là cái cuộc chiến của mình ấy, cái cuộc chiến của cái xảy ra trên đất nước Việt Nam nó có từ cái thế kỷ 19 ấy, là cái cuộc chiến mà của một cái dân tộc phải giành lại cái sự sống của mình để bị cướp đoạt. Thì đó, đủ các thứ phong trào văn thân, phong trào này nọ, rồi những cái người mà như kiểu như là ông Hoàng Hoa Thám hay là ông Nguyễn Thiện Thuật, đủ các phong trào kháng chiến như vậy cứ nối nhau để mà giành lại cái sự sống thôi. Thì tôi thấy những cái chuyện về sau này đó, nó cũng chỉ là những cái chuyện đó. Nhưng mà có một cái điều nó không may cho mình là khi mà những cái chuyện mà mình cần phải tiếp diễn để mà làm cho nó thành đạt đó, thì cuối cùng lại có những cái chuyện nó đi lạc hướng đi thôi. Thành ra những cái mà chuyện của ông Bảo Đại là một cái sự mà tôi nghĩ đấy là một cái cơ hội tốt để mình giành độc lập cho đất nước mình vào cái thời gian đó đó. Thì mình bị hai cái thứ nhất là tự nhiên lại có một nhóm người muốn lợi dụng cái cuộc chiến đó, thay vì mình có thể giành độc lập, mình giành lại để mình lo xây dựng cuộc sống của đất nước, thì lại chạy đi theo một cái con đường nào đó nó lạc đi. Và tôi nhớ cái hồi đó bọn con nít bọn tôi đó, có những cái mình thấy nó kỳ lạ lắm. Đi khắp các cái vùng quê miền Bắc đó, mọi người thì thầm với nhau nói là về đất nước mình bây giờ tốt lắm, may lắm rồi, mình sắp sửa có tam vô rồi. Tam vô tức là không có gia đình, là ba cái không, không có gia đình, không có tổ quốc, không có tôn giáo, mình không có bị chi phối bởi cái gì cả. Tức là bây giờ thế giới là một, thế giới đại đồng, rồi thì không có giai cấp gì nữa, giai cấp nào cũng cũng thế thôi, đồng hết, tất cả là một hết, toàn bộ thế giới là một. Thì những cái đó hồi đó mình con nít mình chả hiểu nó là cái gì cả, nhưng mà tôi thấy chính vì những cái đó mình bị dẫn đi. Cái lúc đó là cái lúc cái cơ hội là Pháp bị Nhật nó đuổi đi rồi, mà Nhật thì thua đồng minh rồi, thì đất nước mình đâu còn phải đấu tranh nữa, mình đã giành được chủ quyền một cách rõ ràng rồi. Thì nếu mà Pháp nó có đem quân sang nó chiếm Sài Gòn thì lúc đó cả cái phong trào mà Nam Bộ kháng chiến thì mình chả thấy có cái gì để mà sợ hãi hết á. Thế mà cuối cùng thì vì những cái chuyện mà là cố theo đuổi một cái gì đó, rồi cái mục tiêu đấu tranh thì không phải là đấu tranh nữa, mà mục tiêu nó là giành quyền lực thôi. Làm sao mình giành được cái quyền cho mình, rồi đảng này, đảng nọ tìm cách giết nhau. Từ cái thuở mà ông Hồ Chí Minh vào khoảng năm trước năm 30 này, trước khi tôi ra có mặt ở trên cái cuộc sống này đó, thì đã có những cái chuyện mà gọi là sau khi mà ông ấy nắm được một số người mà đi theo cụ Phan Bội Châu đó, rồi ông ấy trở thành một cái gọi là cái cộng sản đoàn đầu tiên ở bên Trung Hoa đó, thì đã có những cái chuyện mà nghĩa là lăng mạ những cái người mà không có theo họ, và có những cái chuyện mà thủ tiêu bắn giết nhau. Thì cái người mà tôi nghĩ là cái vụ tiêu biểu nhất và sau này
tôi đọc mấy những ở trên cái những cái báo mà xuất bản từ cái khoảng năm 28 mà lúc mình chưa ra có mặt trên đời, nói về cái tên Lý Thụy mà báo cho Pháp bắt cụ Phan Bội Châu. Thì đấy, ngay từ những lúc đó là như vậy. Thì cái chuyện mà triệt hạ nhau thì coi như là cái đám mà Cộng sản quốc tế, mà Đệ Tam quốc tế lúc đó mà ông Hồ là cán bộ của cái đám đó, thì đã có những cái đó rồi. Thì khi mà phía đó mà có những cái vụ đó thì cái phía những cái người mà bị triệt hạ đó cũng đâu có chịu. Nó diệt mình thì mình cũng diệt nó. Thành ra cuối cùng là đi đến cái chỗ đi tìm để đâm chém nhau thôi. Vấn đề giáo phái thì tôi nghĩ vào khoảng đầu thập niên 40, khi mà Nhật, quân Nhật nó tới Việt Nam á. Thì Nhật nó cũng không chịu cái bọn Pháp, dù bọn Pháp mình nhượng bộ cho nó đem quân vào Đông Dương. Thì khi mà Nhật nó đưa quân vô thì nó lợi dụng cái tình trạng mà các giáo phái mà cũng có những cái tinh thần mà chống Pháp từ lâu rồi, nó võ trang cho các cái đám giáo phái đó để chống Pháp. Giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, tức là hai cái giáo phái đó được Nhật võ trang và lập quân đội để chống Pháp. Rồi một cái đám mà gọi cái đám người ta gọi là đám anh chị đó, là đám Bình Xuyên. Thì đấy là những cái người mà họ sống không theo pháp luật. Nhưng mà cái thứ đó mình thường nghĩ sau này đó, mình nghĩ như là cái thứ mà là lưu manh hay cái gì, cái đó là mình nghĩ lầm. Bởi vì cái đám giang hồ vào cái thời điểm đó là cái đám mà bất chấp luật lệ, không cần đến luật lệ nữa, mà đi bênh vực những cái người mà yếu kém. Thì cái đám gọi là đám giang hồ là như vậy. Thì cái đám Bình Xuyên là cái đám đó làm cái việc giang hồ, đi mà bênh những cái người nghèo, chống lại những cái người mà thí dụ mà lợi dụng luật lệ, nghĩa là những cái quan lại chứ ngày nọ đó. Thì đó, thì đấy là hồi đó Nhật nó lợi dụng ba cái đám đó, nó đưa ra nghĩa là võ khí súng ống này nọ, nó lập những cái lực lượng đó. Thì tự nhiên những cái đó là có cái lực lượng đó rồi, thì năm 45 lúc mà Pháp đưa quân vô thì họ Nhật cũng thua rồi, thì họ đứng ra họ chống Pháp một cách rất tự nhiên thôi. Cao Đài thì cũng là một trong những cái lực lượng đó, nhưng mà nó có những cái gọi là những cái tế nhị do cái thời thế đó. Thì lúc mà 45 á, là những cái lực lượng đó kháng chiến tự đứng ra chống Pháp. Rồi đến lúc mà ông Bảo Đại trao quyền cho Hồ Chí Minh thì các giáo phái đó mà thấy nhà vua mà trao quyền cho ai thì phải tuân theo cái người đó thôi. Thì bây giờ trong khi tự động kháng chiến thì bây giờ có những cán bộ nên là coi như là Việt Minh từ ngoài Bắc vô để mà sắp xếp tổ chức để đưa mình vào hàng ngũ nào đó, thì các tôn giáo đó thuận theo để mà xếp hàng đứng dưới cái sự chỉ huy của Việt Minh thôi. Nhưng mà khi mà họ sắp xếp đâu vào đấy để mà trở thành như vậy thì nó lại có một cái sự việc xảy ra là cái chuyện mà nó vẫn tiếp tục là những cái ông gọi là Việt Minh thì không phải là Việt Minh. Bởi vì cái mà mặt trận Việt Minh là cái của ông Hồ Học Lãm là cái chuyện khác. Đây là chỉ là cái chuyện mượn danh thôi. Còn những cái người mà thực sự mượn danh Hồ Chí Minh về Việt Nam ấy, thì lại là những cái đảng Cộng sản. Thì lúc đó mới có cái chuyện là các đảng Cộng sản ở phía sau thì nó tìm cách nó diệt những cái thứ mà người của giáo phái để nó nắm lấy cái lực lượng giáo phái chứ. Thì cho nên có những cái chuyện là cái chuyện mà giết người ở Cần Thơ đó, cái giết hàng ngàn người ở Cần Thơ, đàn bà con nít đi ra giống như là biểu tình là ủng hộ giáo phái đó, thì nó có thể lùa ra sông nó bắn đại đi. Đến năm cỡ năm 46-47 thì có những cái vụ mà nghe là giống như chôn sống cả là mấy ngàn người Cao Đài ở Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn có những cái thứ cán bộ vô. Thì đấy, có những người được điều động vô để họ chỉ huy, họ sắp xếp. Thì họ vẫn có những người đi theo họ. Họ nhân danh là chính quyền kháng chiến, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Họ chỉ cần có cái tên đó thôi. Thì họ chỉ thị cho những người khác. Họ không là lính, họ là những cái sếp, những cái người mà theo họ. Rồi những người nắm những cái quyền chỉ huy. Chẳng hạn như những cái đám mà sau này mình có thể biết tên. Chẳng hạn như ông Trần Văn Dầu, ông này, ông nào. Là những cái thứ đó
rồi những cái người như là ông tướng Nguyễn Bình chẳng hạn, vô trước từ cái khoảng năm 45 cho đến năm 47, thì đấy chẳng hạn những cái trường hợp như ông giáo chủ Huỳnh Phú Sổ bị giết, rồi thì ở bên Cao Đài thì là tôi quên tên ông gì rồi, cũng bị bắt nhưng mà cuối cùng thì thoát được. Đó. Thì đấy là những cái chuyện như vậy, cho nên cuối cùng thì chỉ kể nghe lời Cao Đài với Hòa Hảo vẫn là lực lượng chống Pháp, Bình Xuyên cũng vậy chống Pháp, nhưng mà cuối cùng á, vào khoảng năm 47-48 á, là họ phải bỏ cái chuyện chống Pháp, họ quay trở lại, họ cộng tác với Pháp. Về cái ảnh hưởng đối với quần chúng thì tôi nghĩ là lúc đó là cái lúc mà có lẽ nó bắt đầu có những cái phong trào về xã hội đó. Mình, cái xã hội của mình nó có vẻ nó lùi xa quá, như cái kiểu mà lúc mà tôi lớn lên rồi mà vẫn còn những cái chuyện mà thấy vỗ tay mình sắp sửa được tam vô là mừng mà rỡ lắm á. Thì vào cái khoảng trước đó nữa thì tôi nghĩ lúc khoảng năm 30 mà lúc Tự Lực Văn Đoàn hoạt động đó, thì có thể các ông ấy là những người mà có Tây học đó. Tôi đọc sách của Nhất Linh, đọc sách của Khai Hưng là tôi mê lắm chứ. Nhưng mà tôi cứ thấy là mấy ông này ông ấy chỉ hô hào vậy thôi, chứ còn ông ấy không làm được cái gì cả. Cái điều đó là điều tôi kỳ lạ. Tôi nghĩ cái đó khá lâu rồi, tôi không biết tại sao. Nghĩ đó vào khoảng năm sau năm 50, những cái chuyện lặt vặt như vậy, nếu bây giờ mình nhớ lại. Chẳng hạn như cái lần tôi bị tù khoảng năm 50, năm 7, năm 8 gì đó. Thời ông Diệp vì lý do nhé, tôi thấy nó buồn cười. Những cái chuyện đó là những cái chuyện ở trên báo. Thì đấy, tôi nhớ có một cái lúc tôi làm ở trên cái tờ Minh Tân. Thì tự nhiên tôi thấy cái ông chủ bút của tờ báo là ông Hà Huy Liêm. Ông ấy là dân biểu quốc hội của ông Diệp. Ông ấy là giáo sư ở Đại học Văn Khoa. Tự nhiên ông về ông ấy rúi cho tôi một cái tập giấy, ông nói đem về đọc rồi phải lên tiếng đi chứ không thể im lặng như thế này được. Thì lúc đó tôi về tôi đọc cái đó thì tôi thấy là một cái bài giảng của một giáo sư Đại học Huế. Bây giờ tôi quên tên này, ông đó là một linh mục. Ông ấy giảng ở Đại học Huế. Ông ấy nói là sở dĩ đất nước mình mà mất một nửa đất nước vào tay Cộng sản là vì có cái chuyện Kiều. Cho nên ông không chấp nhận được cái thứ mà văn chương là mất nước như vậy. Thì tôi thấy không thể có cái chuyện dạy học trò như thế, dạy sinh viên như vậy được. Thành ra ông Liêm thì ông đưa cho tôi, ông ấy nói tôi phải viết. Thì tôi phải về tôi lo. Thì đấy là nói chuyện về những chuyện mình đi tù nó buồn cười. Thì tôi về tôi viết. Thì đấy tôi viết bài ở trên tờ Minh Tân, tôi phản đối cái chuyện đó. Thì ngay sau khi bài báo ra đó, thì là tối có công an gõ cửa. Thì là tôi bị bắt thôi. Rồi đưa tôi vô tù. Thì đưa tôi lên nha cảnh sát quốc gia. Thì ngay lập tức á, cái lúc mà tôi vừa bị đưa giải vô đó, thì có một cái người ra để mà nói chuyện với tôi đó. Thì giống như ông ta nói ông ta là đại úy mà, nhưng mà ông ta xác nhận ngay là không phải chúng tôi bắt anh. Ở đây là đặc cảnh miền Trung vô bắt anh mà chỉ giao cho tôi, chúng tôi giữ. Thành ra lúc đó tôi mới nói với ông là nếu mà như vậy thì xin nhờ thông báo cho một ông anh tôi biết cái chuyện này. Tại vì quý vị bắt tôi ban đêm rồi đến đây thì tôi chả biết gì cả. Mà bây giờ đây quý vị đã nói là không có trách nhiệm gì cả nữa thì xin thông báo dùm. Thì đấy, sau đó thì họ thông báo cho một cái người tôi quen. Tôi nhắc là cái người quen của tôi đó, tôi gọi là ông anh của tôi. Thì ông đó là cái người mà ở rất gần ông Nhu. Thành ra khi mà có cái chuyện là đặc cảnh miền Trung về mà bắt tôi như vậy đó, thì đó, ông ấy được thông báo thì ông liên lạc, ông ấy nói cho bên an ninh Sài Gòn giữ tôi lại để các ông ấy sẽ lo, thay vì để cho đặc cảnh miền Trung dắt tôi ra Huế. Thì đó, thì tôi bị giữ lại khoảng độ 6 tháng, rồi về thôi. Ở trong tù? Ở trong tù, trong tổng nha cảnh sát. Cái này là dính đến một ông linh mục, thì bây giờ mình phải hiểu. Lúc đó ông linh mục đó là cái người thân tín của ông Ngô Đình Cẩn. Ông Ngô Đình Cẩn là
đại biểu chính phủ miền Trung, tức là đại diện chính phủ miền Trung, ông nói là cố vấn cái gì đó. Thế thì cái đặc cảnh miền Trung là cái lực lượng an ninh của ông Cần. Thế bây giờ ở Sài Gòn này tôi đụng đến ông Cần thì tôi đụng đến cái ông kia, tức là coi như đụng đến ông Cần thì ông cho người ông kéo người vô bắt thôi, và ông muốn làm cái gì ông làm. Theo đại khái thì tôi thấy những cái chuyện đi tù nó chả ra sao cả. Lần tù thứ nhì thì cũng về cái vụ mà phong trào Phật giáo đấu tranh, thì tôi thấy cái vụ đó thì có lẽ là họ có lý do, là bởi vì họ nắm được cái gọi là giống như cái lý lịch của mình ấy. Lúc đó thì sau khi mà gọi là cái lực lượng mà liên minh kháng chiến của ông Thế với cũng không còn cộng tác với chính phủ nữa, mà vô trong trở lại Ba Đen lại, thì tôi ở Sài Gòn thì tôi trở thành một cái thứ mà nên là trôi giạt không có đâu ở đâu, nay chỗ này mai chỗ nọ. Thì cái nơi mà tôi sống nhờ là các chùa. Thế nay thì lấy cái giấy của người này, mai lấy cái giấy của người kia, thì lúc đó giấy tờ đâu còn nữa. Bây giờ mình đi ra mình khai để mình lấy giấy tờ này nọ là cả một vấn đề chứ, nó không còn cái gì cả. Cái giấy tờ gốc là cái thứ mà để tôi đi vô quân trường Thủ Đức. Năm 53 tôi vô Sài Gòn là theo cái lệnh gọi là lệnh nhập ngũ. Thì cái khóa đó là khóa Thủ Đức khóa 3, khóa 4 gì đó, khóa 3, khóa 4 kép gì đó. Thì đến nơi mình thấy mình không muốn cho mấy anh Tây nó dạy mình. Thì bây giờ mình đã thấy từ hồi bé mình đã thù mấy anh Tây rồi. Bây giờ mình quay lại để trở thành mấy anh Tây, nó sẽ cái tay sai của nó để nó sẽ những sai mình đi để bắn lại dân mình thì mình không làm. Thế tất cả các quân trường ở Nam Định hay ở Thủ Đức hay ở Đà Lạt đều là người Pháp cả. Bởi vì khi mà 23 tháng 9 năm 45 mà quân Pháp đổ bộ vô Sài Gòn và đánh Sài Gòn, nó chiếm miền Nam. Thì đến mùng 6 tháng 3 năm 46, ông Hồ Chí Minh ký hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3 cho quân Pháp ra miền Bắc, chính ông Hồ ký. Mà chính vì các đảng phái quốc gia chống đối lại thì nó trở thành ra cái chuyện mà hỗn loạn với nhau. Thì lập luận của ông Hồ về sau này tôi đọc sách mà ông ra Võ Nguyên Giáp ông ghi lại. Ông Võ Nguyên Giáp ông ấy ghi lại nguyên văn cái lời của ông Hồ là mình có thể ký được một cái lệnh đuổi hết cái bọn mà chống cộng ra khỏi mười mấy, nghĩa là vạn quân chống cộng, tức là cái quân đội Trung Hoa quốc gia. Lúc đó quân đội Trung Hoa quốc gia theo lệnh đồng minh tới miền Bắc Việt Nam để mà giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra. Còn quân đội Anh thì giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở về miền Nam. Thì quân đội Anh đã đưa quân đội Pháp vào miền Nam rồi. Thì bây giờ Pháp điều đình với tàu để tàu nhường cho Pháp luôn cái miền Bắc. Thì các đảng phái quốc gia không đồng ý có cái chuyện đó, không có cái chuyện mà tàu nhường cho Pháp được. Nhưng mà ông Hồ thì ông lại ký chấp nhận cái điều đó. Và ông ấy về ông ấy, tôi như là nhớ ở trong mấy cái cuốn sách của ông Võ Nguyên Giáp ông ghi lại đó, là ông Hồ sau khi ký được cái đó thì ông khoe với mọi người là mình đã đuổi được mười mấy vạn cái thằng như là chống cộng đi rồi. Thì bây giờ là cái lúc mà Pháp nó đến thì đồng bào mà đối diện với chiến tranh thì sẽ chỉ có nghĩ đến chiến tranh chống Pháp thôi, chứ đâu có nghĩ đến chuyện ý thức hệ nữa. Thì mình tha hồ, mình gọi là gây dựng cái chủ quyền của mình để mình xây dựng lực lượng. Thì đấy những cái điều đó. Cho nên khi vô Sài Gòn là tôi đã có ý định là tôi sẽ không đi vô quân trường này. Cái đó nó có một cái điều nữa là ông anh rể tôi đó. Ông ấy là hồi đó ông ấy là đảng viên Quốc dân Đảng, bởi vì các ông ấy lớn rồi. Ông sinh viên đại học ở Hà Nội từ trước năm 45. Thì các ông ấy tham gia cái Việt Nam Quốc dân Đảng của Nguyễn Thái Học. Thì sau năm 45 đó thì nghĩ cái chuyện chống Pháp thì các ông ấy cộng tác với Cộng sản đi tham gia bộ đội. Thì một ông anh rể của tôi lúc đó ông ấy đang là phụ tá của tướng Hoàng Sâm, tức là tư lệnh liên khu 3 của miền Bắc. Thì khi mà tôi nhận được cái lệnh gọi đi lính ấy, thì tôi băn khoăn lắm, đi theo Tây thì tôi không muốn đi.
Bây giờ đi ra vùng kháng chiến thì tôi đã có nhiều lý do để tôi bỏ cái vùng kháng chiến này, tôi không chịu nổi rồi. Nhưng bây giờ mình không biết mình đi đâu thì tôi mới viết cho ông anh cho mấy chữ là bây giờ em không thể vô quân trường được thì em có ra vùng kháng chiến được không? Thì đấy tôi nhờ một cái người quen tìm cách đưa cho ông anh tôi. Thì cả tháng sau tôi nhận được một cái mảnh giấy. Ông cứ viết có mấy chữ thôi. Tao mà hàng Tây được thì tao về rồi. Đừng có vác mặt ra đây nữa. Đấy là cái chữ của ông anh tôi. Thì lúc đó tôi nghĩ tôi quyết định tôi phải vô Sài Gòn. Thì lúc đó tôi nghĩ là tôi vô Sài Gòn và tôi sẽ tìm những cái lực lượng của các tôn giáo mà đang chống cả Pháp lẫn về Việt Cộng nữa và tôi sẽ đi tới cái đó. Thì có hai lúc đó có hai cái lực lượng mà mình biết là lực lượng của ông Ba Cụt là bên Hòa Hảo và lực lượng của ông Trịnh Minh Thế thì bên Cao Đài là hai cái lực lượng đó. Thì bây giờ tôi vô đây thì cuối cùng thì đó cho những do những cái thời gian mà tôi đầu tiên vô Sài Gòn khoảng độ 2 tháng á, tôi dò dẫm thì cuối cùng tôi liên lạc được với cái đám Cao Đài thì tôi đi theo cho ông Thế thay vì đi xuống miền Tây mà theo ông Ba Cụt. Sự thật thì đâu có gặp gì ông Thế đâu, mình đi theo cái lực lượng đó mình vô chỉ để trở thành lính thôi. Ở trong rừng thì mình không cần dùng tới, nhưng mà sau này mình trở về Sài Gòn rồi thì mình không sử dụng được bởi vì mình đưa ra thì loại cái tội mà mình đã trốn Trốn khỏi quân dịch. trốn. Đến lúc tôi hồi Pháp là năm 67, 67 cuối, 67 đầu 68. Lúc đó các chế độ cũ đã qua hết rồi. Và tôi lúc đó cũng có gia đình rồi. Mà tôi nhớ một ông bạn của ông, bạn của anh tôi đó. Ông ấy quen gia đình tôi từ Hà Nội. Lúc đó ông ấy thấy tôi vừa có gia đình. Thì ông ấy đến ông chỉ mặt tôi, ông nói là không có, bây giờ không có trốn lánh gì gì nữa. Lấy lại tên của cha cha mẹ đặt đi. Để giữ lại cái tên đó. Thì tôi nói giờ làm sao mà tôi lấy được bây giờ. Tôi đi ra công an bây giờ tôi khai với nó làm sao để tôi lấy. Thì ông hỏi còn giữ tờ giấy tờ cũ không? Tôi nói còn có cái mảnh giấy khai sinh của hồi, hồi Tây đó thôi. Thì ông nói đưa cái giấy khai sinh ấy cho anh. Rồi ông mới đi kiếm cái tờ giấy khai sinh, tôi đưa, kiếm cái tờ giấy khai sinh mà tôi còn gửi ở nhà một người bạn của tôi đó. Tôi đem về tôi đưa cho ông. Thì ông ấy cầm đi xong rồi 7 ngày sau ông trở lại, ông nói bây giờ đi đi theo anh. Thì đi theo ông ấy đến sang chỗ ty công an Gia Định nhé. Là thấy ông trưởng ty công an là cháu ông. Ông nói làm giấy cho tôi. Dựa vào cái khai sinh này là thế thôi. Thì cái tờ sóng thần ấy thì mình nói nó cũng hơi dài dài một chút xíu. Là lúc mà tôi đang làm cái tờ báo đời. Thì nó xảy ra cái vụ án ở Nha Trang. Cái vụ án của một cái bác sĩ mà chống tham nhũng. Rồi cuối cùng bị bắn chết. Thì đây là Hà Thông Nhơn. Thì sự thực thì khi mà trước cái tin đó thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Thì mình thấy chuyện đó mình đã đối diện, mình đã bực bội nhiều lắm rồi. Thế mà tôi đã có một cái những cái chuyện tương quan mà mình tự nhiên nó có thôi. Thì tôi trong lúc tôi thấy cái chuyện nó xảy ra thì mình cũng thấy bình thường. Nhưng mà tự nhiên thì đang lúc làm việc thì thấy có một người mở cửa tòa soạn thì vô. Thì tôi nhìn thấy là cái người bạn tôi là ông bác sĩ Lương ở ngoài Đà Nẵng. Mà tại sao lại chui vô đây? Thì y vô y là bác sĩ, trước khi là bác sĩ y là người sĩ quan ở bên nhảy dù. Rồi y tiếp tục học, y trở thành bác sĩ quân y. Rồi y được phụ trách cái khoa giải phẫu ở bệnh viện Đà Nẵng. Thì tự nhiên y xuất hiện. Thì y bị tới, tôi ngồi cái bàn này, thì y tới kéo ghế ngồi xuống. Y nói thằng Nhơn nó chết, không có thể bỏ qua cái bộ đó được. Thì đấy bắt đầu bằng cái sự mà kích động của Tây Lương. Y nói là phải làm cái gì, không để cái chết nó uổng. Thì lúc đó tôi đồng ý là thôi mình làm. Lúc đó bàn với nhau là lập một cái nhóm để mà làm.
Thì cái nhóm đó lấy tên là nhóm Hà Thúc Nhân. Thì đúng vào cái thời gian đó là cái tờ báo Đời nó lại phát triển tốt. Thì ông Chu Tử là cái người bỏ vốn làm cái đó. Ông ấy tính tặng tôi cái xe hơi. Thì tôi nói tôi không cần xe hơi. Bây giờ anh cho tôi 4 trang báo, tôi muốn làm gì tôi làm ở trên cái trang báo đó. Đó. Thay vì anh cho tôi cái xe hơi. Thì ông ấy nói cậu làm gì? Thì nói là tôi sẽ lợi dụng 4 cái trang báo đó, tôi tổ chức một cái tờ nhật báo để tôi làm cái việc mà Hằng Lương nó nhắc tôi. Là không thể bỏ qua cái chết của nhân được. Thì ông Chu Tưởng nó thôi được, cái đó thì được, làm đi. Thì đấy, bắt đầu từ ngày đó, tôi có 4 trang báo thì trên cái tờ Đời, trên tờ Tuần Báo Đời. Và tôi đặt vấn đề với mọi người là tôi muốn ra báo để tiếp tục cái công việc mà chống tham nhũng, để giữ cho cái miền Nam nó vững bền, chứ không thể để cho cái miền Nam mà nó bị những cái tệ nạn này, nó làm cho suy yếu đi. Thì cái mọi người mà hưởng ứng của tôi, cuối cùng tôi nhận được vào khoảng những cái thư từ mà hưởng ứng đó, ở từ miền Trung cho đến miền Nam đó, là vào khoảng hơn 20.000 người. Bởi vì tôi đặt vấn đề là tôi cần có cái tờ báo như vậy, nhưng mà tôi chỉ có 2 bàn tay trắng thôi. Thì bây giờ làm sao mọi người có thể giúp tôi làm sao có được một cái số vốn để tôi ra tờ báo. Thì tùy sức ai muốn gom được bao nhiêu thì gom. Thì có những người gửi cho tôi chỉ có 50 đồng, có người gửi cho tôi 300 đồng. Rồi có những cái người chẳng hạn như tôi nhớ có một người gửi cho tôi khá nhiều. Là cô Bạch Tuyết, ca sĩ cải lương, cô ấy gửi cho tôi 200 ngàn đồng. Rồi còn cái người mà gửi tiền nhiều hơn nữa nhưng mà tôi từ chối là gửi cho đưa cho ông Chu Tử để ông đưa cho tôi 2 triệu đồng. Nhưng mà tôi hỏi ông Chu Tử là ai gửi, nói này của tướng Ngô Du. Tôi nói tôi không chơi dính với chính quyền. Nên tôi muốn không không nhận những cái tiền này. À, tôi sẽ nhận tiền của những cái người góp thôi. 50, 30. Nó là cái chuyện khác. Còn cái chuyện đưa cho tôi một lúc 2 triệu thì tôi không lấy. Thì đấy là những cái cách mà góp tiền. 2 triệu lúc đó thì giá đô la chính thức đó là 50 đồng. 1 đô la ăn 50 đồng tiền Việt Nam. Thì sau đó thì tôi làm cho đến cuối năm 71 thì tôi hoàn thành những công việc đó. Tôi vẫn làm cho Báo Đời, chỉ cho đến cái phút mà tôi ra từ sóng thần thì tôi mới không làm Báo Đời nữa. Thì tôi điều hành tờ báo thôi, tôi lo hết cả các thứ. Tôi nghĩ cái tờ sóng thần ngay cái số đầu ra đó thì có một cái điều mà làm cho tờ báo nó có vẻ mọi người lưu tâm. Trước tiên là tôi đã có được hơn 20.000 người ở trên khắp nước là những người góp vốn cho tôi rồi. Thứ nhì đó là lúc đó là đang có cái chuyện mà bầu tổng thống, nghĩa là thay thay cho cái đợt một thì nó sai hết rồi, bây giờ chuẩn bị cái kỳ bầu tổng thống chính thức thì nó trở thành nó có một cái hài hước là cái ban tổ chức bầu cử đó của chính phủ đó, thì cứ gạt hết hồ sơ của những cái ứng cử viên nào cũng gạt hết, gạt hết, gạt đi, còn lại chỉ còn có một ứng cử viên duy nhất là cái ông Thiệu. Thì đấy, ngay cái số đầu của tờ báo mà xuất hiện là chúng tôi không đồng ý cái chuyện mà nghĩa là chỉ có một danh sách ứng cử. Dựa vào luật thôi, quý vị có thể diễn tả luật theo cách nào đó. Thí dụ ông A, ông B này là không phù hợp với luật chẳng hạn, luật định thế này thế kia chẳng hạn. Thế còn những cái người mà có thể tranh chấp được với ông ấy, đến nơi đến chốn thì cuối cùng cũng có sắp xếp lại để gom lại thành một thứ thôi. Chẳng hạn ông Kỳ không thể được ra tranh cử, ông Dương Văn Minh cũng không được về tranh cử, đại khái. Không thì đấy, tôi nói bây giờ đấy, cái tờ báo nó hình thành là như vậy. Thì mình vừa có cái những cái người góp tiền cho mình với cái chuyện là làm sao tiếp tục cái công việc chống tham nhũng của ông Hà Thúc Nhân. Đó. Đến cái thứ hai nữa
là nó có những cái chuyện về chính trị mà mình thấy mình cũng không không chấp nhận được. Thì tờ báo xuất hiện, thì ngay cái lúc mà tờ báo vừa xuất hiện đó, thì nó lại xảy ra một số những cái vụ tham nhũng mà lộn xộn đó, ở ngoài Đà Nẵng, ở các nơi. Rồi ngay cả bên gia đình ông Thiệu, về những cái vùng đất ở Long Khánh, tôi nhớ đại khái. Thì bọn tôi gom tài liệu, bọn tôi làm những cái đó luôn. Cái người đầu tiên mà tờ báo Sóng Thần đụng tới là ông Thiếu Tướng Toàn, và cái người thứ nhì là ông Thiệu với ông Đặng Văn Quang. Thì vừa mới ra báo được ít ngày đã phải đụng với mấy vụ đó rồi. Thì tương đối là cái tờ báo được có nhiều độc giả, thế nhưng mà cũng có nhiều cái tai nạn là bị tịch thu hàng ngày luôn. Tịch thu chứ, mình in xong mình phát hành thì họ ra tất cả các giả báo họ lấy ngày ngày hôm không không có đóng cửa, tức là mình vẫn cứ tiếp tục ra, nhưng mà mình hết tiền, bởi vì mình chưa bán đồng nào thì là xong rồi. Mà vả lại có bán được những cái lúc mà báo ra lệnh tịch thu thì các cái xả báo nó bán, nó cũng không đưa tiền cho mình, nó sẽ nói là bị tịch thu hết rồi. Thì đấy là những cái khó khăn. Cuối coi như tháng 12 1971 đến tháng 3, tức là mới ra được có 2-3 tháng á, thì cái chiến dịch dịch mà chống tham nhũng, mới chống những cái thứ mà thối nát này nọ, như cái kiểu mà ông Tướng Toàn mà ông đi, tức là hãm hiếp một cái con nhỏ 17 tuổi ở ngoài Quảng Ngãi đó, rồi ông ấy sợ lộ cái chuyện đó, ông ấy tống cái đưa cái con nhỏ ra sang bên tòa án Quảng Ngãi để xử con nhỏ đó là gái mãi dâm đó. Thì một cái tên ở hoạt động của tòa án có vẻ bất bình cái đó, không biết làm cái gì cả, thì đem đến cho một cái người bạn thôi hồ sơ về cái vụ đó, nói rằng bây giờ đi xử cái con nhỏ này là gái mãi dâm thì tàn nhẫn quá. Thì các bạn tôi nó gửi tài liệu cho tôi, thì lúc đó tôi lôi ông Toàn ra tôi đọc. Nhưng mà cũng cùng lúc đó thì lại có một cái chuyện không may cho mình, là cộng sản nó đánh qua Bến Hải, tiến quân qua Bến Hải, thành ra tôi phải ngưng tất cả những cái chiến dịch trở lại để tôi quay trở về với cái cuộc chiến. Sau cùng về chuyện ông Toàn thì tôi nhớ nó cũng chả ra sao cả. Ông ấy có, tôi nhớ là ông ấy có đưa người về đề nghị với tôi là ông ấy đưa một mớ tiền để tôi ngưng cái vụ đó. Nhưng mà tôi nói với cái thằng đại úy mà đại diện cho ông về, nói với ông là không có cái chuyện đưa tiền với tôi. Vấn đề là các ông ngưng cái việc, cái hành động đó. Chứ còn các ông còn cứ tiếp tục những cái trò đó thì tôi sẽ đập tiếp tục thôi, mà tôi sẽ đánh cho đến cùng. Thì cái vụ đó thì tôi ngưng lại vì vấn đề mà có trận mạc, chứ không phải là tôi ngưng lại tôi nhượng bộ. Nhưng mà cái việc của ông Toàn ấy thì phải nói ngay là mình cũng lên tiếng đó cũng đã khá đủ rồi. Ông Thiệu đã phải cách chức ông Toàn, đem ông Toàn về Sài Gòn. Còn một cái điều nữa mà tôi nghĩ là cái điều vui, cái điều mà nó an ủi cho mình, là trong lúc ông Toàn đưa người đến điều đình, đưa tiền cho tôi đó, thì ông còn điều đình với nhiều tờ báo khác. Ở những tờ báo kia lấy tiền để tấn công tôi. Thế nhưng mà cái đó, tôi nhớ cái tờ báo Đuốc Nhà Nam á, cũng không lấy tiền và lại công khai cái chuyện đó ở trên báo, nói rằng đại diện của Tướng Toàn tới để làm cái việc đó, đề nghị chúng tôi, nghĩa là không phải là ngưng, đề nghị chúng tôi là coi như là tấn công cái tờ Sóng Thần. Nói là tờ Sóng Thần làm bậy cái thế này thế nọ, nhưng mà tờ Đuốc Nhà Nam viết rõ là cái việc làm của báo Sóng Thần sẽ là cái thứ lưu lại với lịch sử. Và chúng tôi quý trọng cái điều đó, cho nên chúng tôi công bố cái điều này. Thì tôi nghĩ đấy là những cái điều rất là an ủi với mình. Và chính vì vậy mà ông Toàn mất chức là vì vậy. Thì đấy là cái vụ đó nó xong đi. Rồi sau đó thì vào cái cuộc chiến, thì chính quyền thì do đó vẫn có cái thái độ với bọn tôi là một thái độ không có ứng. Thành ra tất cả những cái tin tức về cuộc chiến mà tụi tôi mà khác những cái tờ báo khác, là tôi có đại diện ở khắp các nơi
chiến nước, nghĩa là từ Nam từ từ gọi là miền Trung vô miền Nam là chỗ nào chúng tôi có đại diện hết. Thành ra tin tức của chúng tôi rất lẻ, thì mình loan tin cho mọi người biết và mình theo cái quan điểm thông tin của mình. Thí dụ cái làng này ở Phan Mê Thuột bị cộng sản nó giết cả làng, thì tôi sẽ nói tôi loan cái tin cả làng nó bị cộng sản giết. Rồi ở Cam Ranh chẳng hạn, cộng sản pháo kích vô, thay vì nó pháo kích căn cứ Cam Ranh thì nó pháo kích vô cái khu phố ở ngoài dân chúng, thì bọn tôi loan tin là đấy, nhà dân bị cộng sản pháo kích. Thì lúc đó thì Bộ Thông tin cấm không cho tôi loan những cái tin đó. Nói lý do như vậy là tôi nhục mạ quân đội, không có bảo đảm được cho người dân. Thì tôi thấy cái lối lập luận như vậy tôi không chịu nổi. Tôi đặt vấn đề với Quốc hội là ở trong Bộ Thông tin những cái người chịu trách nhiệm là những người mà có ý thức về vấn đề quốc gia như thế nào. Những cái chuyện tệ hại của Cộng sản nó làm thì lại cấm không có chúng tôi loan báo. Và tôi lấy ra một cái thí dụ cụ thể là trong cái đợt tấn công mùa hè đó, một cái sư đoàn Việt Cộng đánh ở cái vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, nó về hàng tập thể, nó bỏ ngũ, nó về hàng tập thể. Thì Bộ Thông tin tịch thu báo của tôi nói là không được dùng cái chữ tập thể, bởi vì khi nào nó về về cả sư đoàn thì mới gọi là tập thể, chứ còn từng nhóm vài ba chục người không được dùng cái chữ đó. Tôi nói cái điều đó là tôi không chấp nhận được, và tôi thấy như vậy là Quốc hội phải nhìn lại coi là ở trong Bộ Thông tin là người quốc gia làm việc hay là cán bộ cộng sản làm việc. Thì đấy là lại thêm một cái chuyện nữa đối với chính phủ. Thành ra cái từ sự mà cứ là lộn xộn giữa nhà nước với báo chí là chỗ đó. Thì bọn tôi vẫn cứ theo đường của mình, bọn tôi làm thôi. Thì cái vụ mà tôi vừa nhắc, cái vụ mà đi hốt xác đó, thì cái cuộc tấn công của cộng sản hồi đó vô Quảng Trị thì dân chúng người ta bỏ, người ta chạy, người ta bỏ người ta chạy, mà trên cái đoạn đường cả 10 cây số đó mà dân đi hàng trăm ngàn người đó, mà nó đạn đại bác ở trong núi mà nó cứ bắn thẳng vào những cái đám đông đó, coi như cả mấy cái sư đoàn Việt Cộng đó bố trí ở bên sông một vùng núi, nó cứ việc bắn vô đó thôi. Xe cộ rồi người chết làm sao đếm được. Thì có những cái người, người ta ước lượng là 4-5 ngàn người, có những người ước lượng cả chục ngàn người. Đấy. Thì những cái số người chết đó rồi cũng đâu có ai dám tới, bởi vì cái chỗ đó đạn bắn liên miên. Thì cho đến mãi đến tháng 6 năm, cuối tháng 6 năm 72, lúc mà mình mới tổ chức mà đem quân để tái chiếm Quảng Trị, thì mấy phóng viên của cái tờ báo của tôi đi theo cái đoàn quân, mà nó gửi tin về, mới gửi hình ảnh về, nhìn cái những cái hình ảnh đó thì không thể chịu được. Rồi Phạm Văn Lương với một cái đám đại diện ở Huế của tôi, nó đề nghị là bây giờ phải hốt những cái xác đó chứ không thể để như thế. Thì khi mà tôi ra mà tôi đứng tôi nhìn, tôi chỉ mới đến cái đoạn đầu thôi, chưa đi vào những cái đám đó, nhìn tôi đã chịu không nổi. Xác một cái con trâu, con bò gì nó chết, nó giống như một cái gò ở đấy. Rồi bên cạnh đó là một cái xác phụ nữ nằm, và trên cái ngực cái người phụ nữ đó là cái đứa con nít nằm úp mà còn ngậm cái vú của mẹ. Tôi lúc đó cái ý nghĩ ở trong đầu của tôi là cái đứa nhỏ này nó không chết, nó không trúng đạn, nhưng mà nó đói quá thì nó cứ nằm nó ngậm vú mẹ nó thôi, rồi nó chết. Chứ cái cảnh đó tôi thấy chịu không nổi. Thì tôi về tôi quyết định, tôi nói tôi sẽ công bố cái vụ mà hốt xác đó để cho mọi người cùng tham dự. Thì hỏi han chính quyền địa phương không có ai nhắc tới, chính quyền trung ương thì cũng thế thôi. Thế khi đó tôi quyết định làm cái việc đó. Thì tôi nhớ khi mà tôi công bố cái vụ đó lên trên báo rồi,
Thì tự nhiên bà cụ Đức Thụ, Đức Thụ đó, giờ tôi quen bà cụ từ hồi Hà Nội, nhưng bà cụ tới tới bà cụ gặp tôi, bà cụ nói là anh coi chừng cái việc đó anh làm, ông Thiệu ông không ưng đâu. Thì bà ấy là người của Đảng Đại Việt, ông Thiệu là cái thứ giống như em út của các bà ấy thôi. Thì ông Thiệu có dịp gặp bà ấy mà tâm sự là cái tờ Sóng Thần nó làm bậy, nó làm cái đó là nó sỉ nhục tôi, thì tôi bỏ cái chuyện đó, tôi không làm, đại khái như vậy. Thì tôi nói với bà cụ Thụ là cái chuyện này dính dáng chính ông ấy đâu mà ông ấy bực, ông ấy không làm được thì ở đây mọi người làm chứ. Nhưng mà bà Thụ phải nói là ông ấy có nói với tôi là ông ấy sẽ lệnh cho chính quyền địa phương mà không có giúp gì cho các anh, mà các anh coi chừng là các anh nhục mạ ông ấy là không được. Mà tôi nói không, phải nói sao phải nói, tôi sẽ phải làm. Chỉ có điều là tờ báo của tôi bị đưa ra tòa về tội nhục mạ tổng thống, Bị đóng cửa. bị nhục mạ tổng thống thì đưa ra tòa, thì cuối cùng thì tòa không xử, bởi vì cái phiên tòa mà đưa ra tôi nghĩ là có lẽ không có một cái phiên tòa nào ở trên thế giới mà như vậy, bởi vì trong cái phiên tòa đó có tới hơn 200 luật sư tới xin đòi gọi là biện hộ cho tờ báo. Thì vì vậy phiên tòa không thể khai khai nghĩa là mở được, thì chánh án tuyên bố là ngưng lại. Thì ngưng lại thì 1 tháng sau thì họ đóng cửa tờ báo. Thế rồi còn cái thời, tôi nghĩ là cái thời trước của mình là báo chí nó cũng đã có tự do, nhưng mà nếu mà so với cái thời mà thực thực dân ấy, thì tôi nghĩ là báo cái thời thực dân nó tự do hơn nữa. Tôi nghĩ là mọi người thì họ làm theo cái đúng cái tinh thần nghề nghiệp thôi. Mình nói những cái sự thực, mình nói những cái điều cần nói, mình bênh vực những cái điều phải mà mình chống những cái điều trái. Chẳng hạn như là tôi nhớ cái vụ vào khoảng, cũng vào khoảng thời gian đó, năm 73, 74 gì đó, một cái ông già ở chỗ Định Tường ở Mỹ Tho đó, ông ấy tố cáo mấy cái chuyện mà gọi là tham nhũng cái gì đó, rồi ông bị bắn chết. Thì không, khi ông bị bắn chết á, thì tự nhiên cỡ 1 tuần sau thì có 2 cái tên như là cũng là lính tráng đó, nhưng mà ra thú nhận là bắn ông già đó vì lý do là theo lệnh của ông quận trưởng. Nhưng bây giờ thấy tội rồi, thú nhận là chính chính mình bắn. Thì cái chuyện đó đã rõ ràng như vậy. Bây giờ tòa lại đem ra xử, nhưng mà không phải về xử thì hai thằng kia nó nói là nó nghe lệnh của ai thì phải đem cái ông kia ra xử chứ. Thì đem ra thì bây giờ tòa xử thì tòa lại nói là hai cái chứng nhân này thú nhận đó, thì tòa không cần lưu ý đấy vì không có gì rõ ràng chứng cứ đâu để thú nhận. Còn ở trước tòa cái ông quận trưởng kia, ông ấy đẹp trai như vậy thì làm sao ông ấy giết người được, không có chuyện đó. À, tại vì đẹp trai quá. Thì tôi thấy cái phiên tòa như vậy thì làm sao mà tôi chịu được. Thì tôi viết thư, tôi đặt vấn đề không thể cứ chấp nhận những cái thứ như thế được. Đấy. Thì tất nhiên là khi mà tôi làm như vậy, những cái số báo đó của tôi bị tịch thu. Nhưng mà đấy là những cái mà nó xảy ra hàng ngày giữa tờ báo với chính quyền. Nhưng vấn đề là những cái người làm báo có dám chấp nhận để mà làm cái việc đó hay không thôi. Đó. Chẳng hạn khi tôi nói đến cái vụ xử, cái phiên tòa tòa mà xử những cái kẻ mà bắn ông cụ mà tố cáo tham nhũng kia, mà nói là cái ông quận trưởng ấy đẹp trai đó thì làm sao ông ấy giết người được. Còn những cái lời tố cái giác thú nhận của mấy anh kia là không đáng tin, bởi vì có chẳng bằng cớ gì đâu. Tôi làm hết cái nhiệm vụ của tôi là đưa hết những vấn đề đấy cho mọi người và nêu ý kiến với những cái cơ quan có trách nhiệm, bởi vì làm sao mình có thẩm quyền thì trong chuyện đó đâu. Mình nêu nêu vấn đề, mình đặt vấn đề với tất cả những người có trách nhiệm, thí dụ các dân biểu quốc hội rồi các cái viên chức nhà nước, thì đây chúng tôi đặt vấn đề với quý vị để quý vị giải quyết đi. Còn nếu mà có thể gọi là nếu mà tôi có thì giờ đó, thì có thể sau này quý vị không có giải quyết thì có thể lúc đó tôi sẽ tiếp tục, nhưng mà mình không có thì giờ
Mình chỉ vừa nói tới vài ba tháng rồi thì có cái khác rồi. Tôi nghĩ là cái chuyện mà quan điểm về đệ tứ quyền thì nó rõ ràng quá rồi. Tức là cái quyền tự do ngôn luận, cái quyền của người dân. Thì bây giờ tất cả các nơi người ta đều mặc nhiên công nhận là cái đó, cái quyền đó là cái quyền phải công nhận thôi, phải tôn trọng cái quyền đó. Nghĩa là ông cứ làm việc nhưng mà vẫn có người nói chứ, người ta nhìn cái việc đó nói việc đó được hay không chứ. Thì đó, thì cái đó là cái đệ tứ quyền, thì phải tôn trọng thôi. Chứ không phải chỉ có quyền hành pháp, lập pháp với tư pháp, mà đây còn có cái quyền khác, là cái quyền tự do ngôn luận. Cái ba tam quyền phân lập là lập pháp, hành pháp, tư pháp, đấy là ba cái quyền phân lập. Và bây giờ thêm một cái quyền thứ tư, đệ tứ quyền, tức là cái quyền ngôn luận. Nhưng còn ba về vị kia, vị lập pháp, cái việc như là viết ra pháp luật, rồi hành pháp thì nghĩa là coi như là thực hành pháp luật, và ông tư pháp là người xét xử, xem pháp luật đã xử đúng hay sai. Và bây giờ thêm một cái quyền nữa là cái quyền ngôn luận của... Quyền ngôn luận đó. Tôi nghĩ rằng cái làm báo của tôi nó có may là ít nhất là cái thời gian tôi bắt đầu ở Hà Nội đó. Thì dường như người Pháp người ta cũng không có vẻ sợ lắm cái quyền đó. Có lẽ người ta cũng có một chút nào người ta quen với cái không khí đó rồi. Thành ra báo chí cũng thoải mái, dù là Tây vẫn đang cai trị trên đầu mình nhưng mà vẫn có thể thoải mái chửi Tây được. Chả có sao hết. Rồi sau đó thì chuyển sang cái nghĩa là chính quyền của ông Diệm. Rồi đến cái, những cái chính quyền về sau này. Thì tôi thấy rằng tất cả nó vẫn có... có cái quen đó. Thành ra chính vì vậy mình làm báo mà mình có thể nói được, mình có thể đưa được cái tiếng nói của dân chúng lên. Thì thường thường khi mà chúng tôi làm báo đó thì cỡ độ 1 giờ là chúng tôi phải hoàn thành cái tờ báo, đem cái tờ báo đó đưa cho Bộ Thông tin, họ kiểm duyệt, họ nhìn lại đấy xong họ coi, thế xong rồi họ gạch những cái chỗ nào. Thì khi họ gạch cái đó đó, mình họ đưa lại cho mình thì mình phải gắn lên cái chỗ đó, mình cắt cái chỗ đó đi nó thành ra cái ô trắng đó. Thì mình để cái chữ là tự lục bỏ, tòa soạn tự lục bỏ, chứ không phải là Bộ Thông tin lục bỏ. Thì đấy, thì cái bây giờ khi mà đã làm như vậy thì cái bản gốc đâu còn nữa. Có những cái điều mà các bộ khác chưa hay lắm, với cán bộ thông tin thì thấy chỗ này được rồi. Thế nhưng mà bây giờ thí dụ ở bên quân đội hay là bên Bộ Tài chánh, Bộ Kinh tế chẳng hạn, lại có những cái điều không hay, hay là cá nhân của một viên chức nào đó, thì lúc đó họ lại đặt vấn đề ngược lại thì vẫn cứ tịch thu thôi. Thế về hơn nữa với tờ báo của tôi đó thì dễ tịch thu hơn, bởi vì quý vị đưa xuống mà nói tôi tự ý đục bỏ thì tôi không đục bỏ. Thế nhưng mà với tôi thì nó khác ở chỗ là tôi không đục bỏ, quý vị cứ việc làm, tôi nạp cho quý vị là tôi in, thế thôi. Thế chính vì vậy mà có chuyện. Chẳng hạn cái tháng 5 năm 72, tức là vừa nghĩa là khởi sự cái trận đánh mùa hè đó. Và tôi nhớ cái tháng đó 31 ngày, tôi in 31 số báo, tịch thu 30 số. Hồi đó phải nói ngay là cái số tiền mà tôi kiếm được ở cái tờ báo đó có lẽ không phải ai cũng làm được. Bởi vì cái số lượng độc giả đó, những cái tờ báo ở Sài Gòn lúc đó mà bán được 10.000 tờ hay 5.000 tờ đó mừng. Mà tờ Sóng Thân của tôi có những ngày tôi bán 200.000 tờ. Thành ra cái số tiền mà gọi là lời vào lúc đó, những lúc mà không bị tịch thu, là một tháng tôi có thể lời vào khoảng trên cỡ độ nửa triệu đô la. Tức là một năm tôi có thể kiếm 5-6 triệu. Không, hồi đó tôi có làm rất nhiều. Trước tiên là tôi đi mua máy cày, tôi đẩy về miền Tây để đi cày thuê cho nông dân để họ đỡ bị bóc lột. Có nhiều người họ cực khổ quá. Đi cày thì khó. Còn có những người mà có tiền để mà thuê đi cày thì bị những cái chỗ mà có những cái xe máy cày cái này nọ đó, nó hiếm hoi đó. Mắc giá. Rồi đó tôi tổ chức cái chuyện đi cày cho ở miền Tây. Đấy là một. Cái thứ hai là tôi tổ chức một cái
công ty mà sản xuất xe đạp đó, để bán trả góp cho tất cả những cái người mà không có tiền để có xe đạp cho con em đi. Thì tất cả chỗ nào mà có ấy thì tôi cứ thông báo trên báo mà ai cần ấy. Thêm một cái điều nữa là tôi có một cái khu đất mà giống trồng đồn điền để tôi làm các thứ đó ở trên ở ngoài Nha Trang. Đấy là ba cái cơ sở mà tôi làm. Còn tôi mở công ty mà tôi bán xe trả góp cho mọi người. Bây giờ người ta mới mua 1.000 đồng một cái xe, người ta không có tiền. Thì tôi chỉ lấy người ta mỗi tháng 100 thôi. Thì trong một năm rồi người ta có cái xe. Thì người ta đến, tôi giao xe cho người ta làm sao mà chặn tôi được. Mà tôi không được cái gì nữa cả. Bởi vì tôi gọi là khởi sự cái đó quá trễ, năm 73, 74 tôi mới khởi sự. Thành ra khi mà cái số xe bán á, thì cuối cùng thì nó lớn lắm. Nó chưa thu được tới đâu thì xong rồi. Tôi chỉ nhớ mãi mãi là tháng Giêng là 75. Cái lúc đó đó là khi mà tôi bị đưa ra tòa vào ngày 31 tháng 10 năm 74 đó, thì cái phiên tòa là không xử được như tôi nói đó. Người thấy có quá đông luật sư không sắp xếp gì được về cái vụ mà biện hộ. Thì tòa tuyên bố là không xử và hẹn là sẽ đến cuối tháng 11 xử tiếp. Thì khi mà về thì tôi nghĩ là bây giờ mình ra báo tiếp, nhưng mà tôi hết tiền này. Bởi vì tiền nong mình làm nhiều thứ quá, riêng cái việc mà không có nhà mà nằm bờ đường ở Sài Gòn thôi. Và mình phải bỏ tiền ra để gọi là mình đi xin đất của chính quyền. Rồi mình bỏ tiền ra mình dựng nhà cho mọi người. Mà tôi đã dựng được hơn 200 căn nhà. Ở khu nào? Tất ở khắp Sài Gòn. Tôi xin ở được ở đâu rồi đấy. Không, những cái chỗ đất đó có nhà đất trống. Thế tôi đến quận tôi nói chuyện với các viên chức. Bây giờ đây có những người nằm ngủ ngoài đường này. Bây giờ tôi xin cái miếng đất trống này cho tôi dựng cái nhà cho họ. Thì nói chung là mỗi một tuần như vậy tôi nhờ cái đám sinh viên ở các trường đại học á, nó đi lo giúp rồi nọ. Thì có những tuần tôi dựng lên cả 2 hay 3 căn nhà. Tôi nghĩ rằng cái trường hợp đó mình nhìn mình cũng thấy. Rồi còn bạn bè mình ở chung quanh đó, những người làm cùng với nhau. Thì hồi đó những cái người chung quanh tôi đông lắm. Đấy, chẳng hạn như đấy, những cái người như ông Phạm Văn Lương mà tôi nói chuyện. Rồi anh Chu Tử, rồi cả một mớ rất đông. Nhưng nói chung là nếu mà tính tiền lời thì có thể có những lúc mình lời ghê gớm lắm. Nhưng mà tôi thấy tôi vẫn không đủ. Coi như cái hồi đó là tôi nhớ là tôi mới đi cắt tóc ở chỗ ngã ba Hàng Xanh, vừa ra khỏi tiệm hớt tóc đó. Thì là có người đến dí súng vào hông tôi, nói có phải anh là Nguyên Thao không? Thì tôi gật đầu. Tôi có lệnh của an ninh K9 bắt anh, thế là xong. Thì bắt thì đưa tôi vòng ở trong thành phố cho đến buổi chiều, cứ ngồi trên xe, họ lái vòng như vậy xong. Chiều họ đưa tôi vô trong tổng nha cảnh sát cũ, thì họ nhốt tôi ở đấy. Rồi thì lúc đó thì họ bắt đầu coi như là họ đưa ra họ thẩm vấn cái này cái nọ, ở trong quân đội cấp bậc gì, rồi làm cái gì. Thì tôi nói là không quân đội, nói là không quân đội sao được, cái đó là gian dối. Tại vì tôi cầm đầu một cái tờ báo như tờ Sóng Thần, thì tôi phải ở cái cấp tối thiểu là từ cấp đại tá lên đến cấp tướng. Chứ không thể nào mà khơi khơi là dân mà lại cầm đầu một tờ báo được. Tôi nói ở cái chế độ này nó như vậy, chế độ của các ông thì mới là phải có tướng tá thì mới cầm đầu tờ báo. Chứ hôm nay thì ai có tiền thì làm. Thế thì cuối cùng thì họ giữ tôi ở cái đó khoảng cuối năm 75, 76, 77, tức là hơn 2 năm rồi đó. Cuối năm 77 họ đưa tôi ra Bắc, nhưng mà đúng lúc đó thì lại bị cái vụ ở Bắc bị Trung Cộng đánh ấy. Thì dồn về tổng nhốt ở Z30A. Nếu mà tính ở tù từ ông Diệm 2 lần, ông Khánh 1 lần, ông Thiệu 1 lần, là 4 lần. Cái hồi đó là cái hồi mà đưa quân Mỹ vô Việt Nam đó, mà tôi đang làm tờ Tin Sáng. Tôi không đồng ý với cái chuyện mà chính quyền Việt Nam viết thư cho Mỹ mà yêu cầu đưa quân Mỹ vào Việt Nam. Tôi nghĩ làm cái việc đó là cái việc mà tạo chính nghĩa cho những cái kẻ địch của mình. Và nhiều khi còn mất lòng dân chúng.
mình cần súng ống, mình cần đạn dược, chứ không cần người Mỹ có mặt ở đây. Rồi sau khi đình chiến này đến năm 74, 73, 74, tức là cái lúc đó là lúc mà là cái vụ mà tờ Sóng Thần mà đặt vấn đề đấy, ngoài những cái chuyện như là hốt xác những cái này nọ đủ hết các thứ xong rồi, lúc đó là cái vấn đề căng nhất của bọn tôi là người Mỹ có thể sẽ rút khỏi Việt Nam. Và cái vấn đề được đặt ra là bọn tôi đề nghị với chính quyền là phải công bố cho công chúng tất cả những cái thực tế đó để mà vận dụng cái sự mà đóng góp của dân chúng vào cái việc trông giữ cái miền Nam này. Thì lúc đó vì cái vụ đó mà tôi với chính quyền đã là cái chuyện đã lộn xộn rồi, chính quyền không bao giờ muốn lộ cái đó ra cả. Rồi cuối cùng ông Thiệu còn đi sửa hiến pháp để mà ứng cử tổng thống thêm nhiệm kỳ mới nữa. Thì tôi thấy những cái chuyện đó là chuyện vô ích. Đó. Thì đây là một cách mình cố gắng mình công bố hết những cái đó đi. Mình đòi hỏi những cái đó. Cái thứ còn ngoài ra thì cái chuyện mà cộng sản thì từ cái vụ mà tôi đi hốt xác, rồi với cái lập trường của tờ báo thì bọn cộng sản nó không chịu được từ lâu rồi, thì cho nên cái khoảng năm 74 cho người về bắn thôi, nó đưa cả một cái đội đặc công 5 người về Sài Gòn để làm cái việc mà bắn 2 người, gọi là những cái thứ mà cản trở cách mạng đó, theo cách nói của họ. Thì tôi với cô Bạch Tuyết, bởi vì cùng với lúc mà khi mà tôi làm tờ báo mà cô Bạch Tuyết cô ấy góp vốn với tôi, mới góp gọi là ủng hộ 200.000, thì khi mà tờ báo nó bùng lên được mà tôi vững vàng thì tôi cũng nghĩ đến một cái khía cạnh khác, mà tôi nghĩ cái đó nó có thể liên hệ nhiều đến cái cuộc chiến đấu của miền Nam, tức là cả cái lực lượng mà gọi là cái giới mà cải lương này nọ hầu như chẳng ai để ý tới, nhưng mà trong đó thì cái thứ mà cộng sản chui vô đầy hết à, rồi thì các cái nghệ sĩ của mình cũng cứ bị níu kéo này nọ. Thì tôi lập cái đoàn Bạch Tuyết cải lương Hùng, tôi lập cái đoàn đó Bạch Tuyết Hùng Cường để cho 2 người đã đứng ra. Thì khi mà có cái đoàn đó xuất hiện thì ở trong cái nội bộ cải lương là điên đảo hết, tức là cán bộ cộng sản không có chỗ nữa, bởi vì cô Bạch Tuyết lúc đó với Hùng Cường là trở thành những thứ mà chống cộng quyết liệt và vận động với cái mọi người, tôi kéo mọi người. Thì cuối cùng nó quyết định đưa người về bắn tôi với Bạch Tuyết. Thế nhưng mà cái đám nó, mình có cái may mà tôi nghĩ cái này là cái số. Và cái lúc mà cái đội đặc công mà 5 tên nó về Sài Gòn đó, thì Bạch Tuyết đang có cái chương trình đi lưu diễn ở các thành phố. Cô đi lưu diễn cả tháng cô mới về. Thì không thể có Bạch Tuyết ở Sài Gòn được. Cái thứ hai là tôi thì mấy anh cộng sản không biết tôi là ai hết. Đến tòa soạn mà hỏi tên Nguyên Thao thì ai cũng có thể là Nguyên Thao. Bởi vì tôi ngồi với công việc mà tôi không có thì giờ. Bây giờ cơ sở này mời, cái tổ chức kia mời, thì bất cứ người nào rảnh thì tôi nói đi. Cứ việc đến nơi này nhân danh là tôi, là Nguyên Thao. Thì trở thành cái thứ mà cái tên đó có thể có cả chục cái bộ mặt, không nhận diện là ai hết. Vì suốt cái thời gian nó chưa nắm bắt được tình thế đó, thì cái đám nam cả nam thằng đó nó bàn tính với nhau sao, và nó cuối cùng nó quyết định hồi tránh. Đấy, vì vậy mọi chuyện mới lộ ra, nó mới sang bên bộ chưa hồi, nó xin hồi tránh. Và nó cho biết nhiệm vụ của chúng nó là về Sài Gòn để mà bắn tôi với Bạch Tuyết. Nhưng bây giờ nó thấy nó không làm việc đó, nó xin hồi tránh. Thì lúc đó bộ chỉ huy mới phone cho tôi nói có cái sự việc đó và cẩn thận. Vậy thôi. À, cái chuyện của ông Nhã đó. Ông Nhã là đi mời cái đám mà gì đó, giang hồ đó. Và như là đãi thì cho tiền trong đó. Cái là dẹp tôi đi cho rồi đó. Nhưng mà cái chuyện đó thì hồi đó tờ Sóng Thần viết thẳng trên báo rồi thì tôi nghĩ nó là công khai rằng chào. Thì bây giờ cái đám lưu manh ấy thì đó, nó được thuê thì nó phải biết ai thuê đấy chứ. Đúng. Thì nó nói là Bộ Thông tin thuê. Bộ Thông tin thì dưới quyền của ông Nhã thì ai thuê.
Không, cái đám mà Lưu Manh ấy thì tôi ở tù mấy lần rồi, tôi quen nhiều thằng mà thuộc vào cái loại mà nó gọi là nó trùm hết rồi, thành ra nó ra nó nắm một cái nhóm nào của nó, thì tất cả những cái đó thì bây giờ có những cái chuyện đường dây mình có những cái may mắn nó lại rơi vào những cái thằng mà nó quen với mình, thì bây giờ bọn kia thông báo cho các sếp của nó thì thằng sếp cho biết này có chuyện đó, thôi chuyện nó thành gì tôi nhớ là nó thành viết lên trên báo rồi thì thôi chứ còn nhắc lại. Cái cuốn sách mà tôi vừa nói đó, cái cuốn cái bộ mà tôi viết về thơ đó, tôi bỏ ra cái thời gian từ năm 56 cho đến năm 60, tôi viết hơn 3.000 trang về những cái sinh hoạt thi ca Việt Nam đó. Thì đấy, cái hồi đó, hồi mà công an Bưu Điện bắt tôi vào cuối năm giữa 63 đấy, vào cái lúc mà Phật giáo mà bùng nổ đó, thì họ đến là bắt tôi thì nó vét cả cái cọc bàn thảo. Thì đấy, cái bộ đó, cái giữ lại là cái phần mà tôi tóm lược cái bộ sách đó, cái phần mà lúc mà tôi viết đó thì tôi tóm toàn bộ cái bộ sách đó rồi tôi đưa cho bạn tôi xin ý kiến. Thì đấy, cái bộ sách đó khi mà tôi viết ấy, hồi đó thì mình cẩn thận tôi viết rồi xong người tôi tóm lược lại tôi đưa cho tất cả các bạn, thì cái phần tóm lược cái bộ sách của tôi đã đến gần 300 trang này đó. Đây là tôi viết đây phần này rồi nói như thế này, những tác giả này tác giả kia, thì cái phần mà tóm lược đó tôi đưa cho mọi người coi để góp ý với tôi. Thì trong số những cái người mà tôi nhớ là cỡ độ tôi đánh máy thì chắc được cỡ là 3 4 cuốn đó, thì có một người giữ lại cái đó là ông cụ Thích Đức Nhuận. Cái hồi đó thì tôi ở tù về rồi cuộc sống thì nó đẩy mình đi tùm lum hết á, thì tôi trở thành đặc phái viên mặt trận của cục vô tuyến truyền thanh, thì tôi sống ở vùng 2 thôi chứ đâu có ở Sài Gòn, thì tối ngày chui hết ở đồn này sang cái căn cứ kia sống ở ngoài mặt trận thôi. Tôi về Sài Gòn thì gặp ông cụ Đức Nhuận thì ông mới nói bây giờ cái bộ sách cũ không kiếm được, bây giờ có cái bộ cái cuốn mà anh tóm tắt thì mình thấy cũng in được đó, đó có tóm cả bộ sách như vậy cũng được, in đại đi. Thì nói thì thầy muốn sao thì thầy muốn, tôi không biết gì hết. Thì thôi, thì ông mới đưa cho cái đám ở Sài Gòn in, tôi không biết nữa. Thì đại khái như vậy, thì in cái cuốn mà tóm lược. Nhưng mà sau này tôi sang đây rồi tôi mới nhìn cái cuốn đó in lại ở Mỹ này, tôi mới nhìn thấy nó loạn cào cào hết rồi. Bây giờ có nhiều điều bây giờ tôi thấy chính những cái mà tôi ghi ở trong cái cuốn tóm tắt đó tôi cũng không biết nữa. Ví dụ tôi ghi là, ví dụ cái điều ông Trường Chinh viết cái này, ông khi nói cái kia đó, thì bây giờ tôi không biết ông dựa vào đâu. Bây giờ nói là ông này là nói, ông kia nói, bây giờ tôi không biết. Có những cuốn sách bây giờ tôi cũng nhớ ra lúc đó mình đọc ở đâu, mình đọc cái gì. Thì đấy là những cái mà mình chỉ ghi tóm lược để cho mình nói chuyện với bạn thôi. Chứ còn những cái phần chú thích này nọ mình đâu có biết gì nữa. Thì bây giờ mình nhìn thấy cái cuốn sách sang đây, tôi mới đọc lúc Hoàng Thủy nó đưa tôi. Tôi đem về tôi đọc cái tác hòa để sau đi. Tôi nghĩ là chắc là sang đây tôi sẽ cố tôi viết. Thế mà vừa mới đi khám sức khỏe đó, thì trong cái thời gian mà 2 3 tháng đầu đi khám sức khỏe thì nó lại lòi ra cái vụ bị bệnh. Rồi thì chạy đi chạy lại với bệnh viện thời gian rồi thì bác sĩ nói là phải vô mổ thôi. Thế rồi vô mổ, rồi mổ 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 cắt bao tử. Rồi cái sau đó thì tiếp tục rồi lại thấy phát hiện ở yết hầu tôi bị nữa. Rồi lại mổ. Đó. Thế xong thì phải kéo như vậy tôi thấy là đến năm 2004 tôi vẫn chưa có xong cái tình trạng bệnh. Thành ra mình thấy mình không làm gì được. Nhưng mà trong cái lúc mà tôi đi mổ cái nọ đấy tôi vẫn tỉnh táo, tôi nói chuyện với bạn bè là mình bây giờ không không thể viết được cái gì cả, thì thôi tôi làm cái chương trình xuất bản, bởi vì những cái tương quan với các nơi mình vẫn có, thì bây giờ những cái sách vở mà bạn bè mình viết không thể in được thì bây giờ mình sẽ in, thì đấy là cái việc tôi làm.
Cho đến bây giờ thì cái số lượng sách mà tôi in ra, đầu sách tôi in ra là 83 cuốn. Nói chung thì là mình cũng nhớ được một số những cái cuốn sách nhất là thôi. Thì mua sách thì liên lạc với tôi, liên lạc với Trần Phong Vũ hay là Đào Trường Phúc, tức là một vài người xung quanh. Thì cái chuyến về Việt Nam của tôi đó thì đơn giản thôi, về để từ giã mọi người, bởi vì ông bác sĩ ở đây là ông Romero đó, thì ông ấy nói là tôi tối đa chỉ còn 6-7 tháng thôi. Ông ấy nói là trong đó tôi nhớ năm 2003 hay là ngày, tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ biết là thì sau khi mà bác sĩ nói như vậy ra thì thôi, giờ mình còn nghĩ gì nữa, mình về thăm thăm mọi người. Tôi đi chuyến đó thì tôi nghĩ là mình dự tính thì đi cỡ độ 1-2 tuần, 2-3 tuần gì đó. Thế nhưng mà mới ở cỡ độ 10 ngày thôi. Thì tôi về tôi liên lạc cái nhắn Bùi Ngọc Tấn ở ngoài Bắc vô này, nhắn một số bạn bè đó. Thì đấy, thì vừa đúng lúc thằng Tấn nó vô, tôi đang ngồi nói chuyện với thằng Tấn ở ở bờ sông Sài Gòn đó, tối hôm đó. Thì tôi nhận được cái điện thoại của em thôi, ở trên Đà Lạt nó gọi xuống, nói cơn công an vây nhà rồi, nó hỏi anh đang ở đâu, anh đi gặp ai đó. Thì tôi hỏi, tôi nói với nó để em trả lời sao. Nó nói là em nói với công an là anh 70 mấy tuổi rồi, thì anh đâu có cần dính dáng gì đến cái chuyện bọn em, anh đâu cần hỏi anh làm cái gì, đâu cần hỏi bọn em, mà bọn em biết. Thế là anh ở, anh đi đâu, anh ở đâu, rồi anh liên lạc với ai, bọn em không biết. Qua những cái vụ như vậy thì tôi thấy hỏng bét rồi, nói chuyện với thằng Tấn nói thôi kiếm đường đi. Thế là tôi trả lại, tôi đi kiếm cái người mà bán vé đó. Tôi nói đổi cho tôi cái vé, tôi đi luôn. Thế là tối hôm sau tôi lên đường tôi đi. Cái người đầu tiên nhắc cái lá lũ của tôi là Đào Vũ Anh Hùng. Tôi chả tin tưởng gì cả, lúc mà ông Romero báo tin cho tôi là tôi sắp đi rồi đó. Thì tôi báo tin cho bạn bè là coi như tôi chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Thì thằng Đào Vũ Anh Hùng ở Texas nó mới liên lạc với tôi. Nó nói mấy cái thằng bạn phi công của nó là người Úc á, đã giúp nó về cái chuyện mà gọi cái chữa cái bệnh cancer. Nó không uống, bà già nó uống. Nó nói là nó quen mấy thằng phi công Úc ngày xưa cùng ở với nhau. Thì bây giờ lúc mà bà già nó bị bệnh viện từ chối thì mấy phi công Úc nói là ở đây cái đám thổ dân Úc nó vẫn dùng cái lá đu đủ nó chữa cái đó. Thành ra tụi nó mới gửi cho thằng Hùng cái lá đu đủ, thì Hùng nó đưa cho bà già nó uống. Thì Hùng nó nói với tôi là bà già nó nói chỉ còn có mấy tháng nữa thôi, mà bây giờ bà già sống cả chục năm rồi, thành ra anh uống tiếp tục. Thì tôi lấy cái lá của Hùng để uống, rồi thông báo cho ông Văn Quang với cái đám ở Sài Gòn là tìm cách lấy lá đu đủ thôi, thế thôi. Thì tôi thì cái thằng Đào Vũ Anh Hùng thì nó cho tôi thì nó cứ nói lá đu đủ là được rồi. Nhưng mà khi tôi liên lạc với anh Văn Quang á, tôi nói anh Văn Quang lo cho tôi á, thì anh Văn Quang nó nói là tao với Thụy Vũ đã dành ra mấy cái khoản vườn để trồng là cây đu đủ đực, chỉ lấy lá thôi không có trái, mà cái cây đu đủ đực mới tốt. Thì đấy là anh Văn Quang nó chọn chỉ có cây đu đủ đực thôi. Thì đấy khô rồi thì đấy cho mình uống. Sang đây thì mình cứ cho vào trong nước rồi tôi nấu, như nấu nước trà nước gối mà. Thì đấy thay nước uống, cái coi như đấy cái thứ thay nước trà của tôi uống. Trước đây tôi uống trà, bây giờ tôi chỉ uống lá đu đủ thôi, mà nó không trà cái mùi vị nó cũng bình thường, không có gì đâu. Nói vào bước thì chắc là nhiều. Cái thuở mà tôi rời Hà Nội năm 53, nghĩ là cái mong ước đó nó có vẻ ngây thơ, nó có vẻ hão huyền. Nhưng mà cuối cùng thì tôi đã, khi mà mọi người hỏi tôi về cái điều đó, tôi đã tóm lược nó lại còn bằng con câu thôi, là làm sao mà mình có thể giúp được cho mọi người để lúc nào cũng có cái nụ cười thoải mái trên môi, rồi không có mong cái gì hơn. Những cái bài thơ hồi con nít ấy, bây giờ tôi không nhớ được, không giữ được cái gì cả, bởi vì in báo xong là xong, mình không biết gì hết. Còn những cái bài thơ bây giờ đó mà tôi còn giữ được mười mấy bài thơ đó, là cái thuở tôi làm ở trong tù, mà may mắn mà sao lại có những ông bạn ông ấy viết lại hồi hồi Đọc sau này, lại. hồi 75 á, sau 75 đó. Thì hồi đó thì có cái đám tù nó giữ lại, rồi lúc tôi ra tù đó thì
một tên bạn tù đưa cho tôi còn được mười mấy bài thôi chứ không nhiều. Xong tôi nghĩ rằng có lẽ là đó là những cái chuyện mà mình gặp. Chẳng hạn như một cái buổi mà đi ra đường mà tôi nhìn thấy mấy đứa con nít mà nó bới rác. Thì mình đi ra đấy mà thấy cái đám nó bới rác rồi nó thấy cả một cái bầy tù đi rồi nó đứng sững nó ngó. Thì đấy, đấy là một trong những bài thơ mà tôi làm. Tôi nói về cái những cái cảnh đó. Rồi một cái trường hợp khác là một cái cô tù đó ở cùng trại bọn tôi mà ở khu nữ. Mà tôi được biết bởi vì có nhiều người kể cho nghe là cô ấy bị bắt vào cuối năm 75. Sau khi cô ấy là sinh viên ở Sài Gòn mà cô ấy tham gia những phong trào mà rồi chống cộng sản đó. Thì cô ấy bị bắt rồi cuối cùng cô ấy bị nhốt ở quận 3 Sài Gòn. Mà cái tuổi công an đấy nó đánh đập cô ấy ra đành, nó còn khoét vào con mắt của cô ấy. Thì cuối cùng thì cô ấy bị đưa lên trại của tôi. Rồi cô ấy chết để chạy. Thì khi mà tôi nghe tin cô ấy chết, tôi cũng có làm bài thơ đại khái. Nó là những chuyện xảy ra xung quanh mình. À, tự nhiên là mình thấy lúc đó mình cần phải viết cái gì. Thì coi như là chôn cất hết. Chứ bây giờ tôi không nắm được cái chi tiết, nhưng mà tôi được biết là cái anh phụ trách ở đó là anh Nguyễn Kinh Châu đó. Là anh văn phòng trưởng của tờ Sóng Thần ở Huế đó. Thì anh cho tôi biết là cái chỗ xác mà chôn ấy là 1840 mấy xác, tức là gần 2000. Nhưng mà còn có thể có những cái xác mà lúc mà lấy về đó thì thân nhân đến nhận lấy đi cái này nọ giao đi không kể. Thì đấy, cái chỗ xác chôn nó là 1800 mấy chục cái xác ở đó. Còn tôi tính từng cái áo quan là phải bỏ bao nhiêu tiền, cái gì bọn tôi tính ra hết rồi. Thế đất được cuối cùng có một số người dân đấy họ cho đất, tức là họ có đất rồi cho. Bây giờ này, những cái người phụ trách của tôi đó, của cái công việc đó, bây giờ vẫn có những người liên lạc với tôi. Nói là đi kiếm lại thì không cách gì kiếm ra cái nghĩa trang. Trong đó có cả những cái thứ mà cán binh cộng sản mà nó đào ngũ nó chạy trốn cùng với dân mình, nó chết luôn. Có thì khi mà xác mà kiếm ra thì nó chưa còn nguyên những cái khác. Bởi vì đấy là cái cuộc mà lúc mà rút tôi mà tháo chạy ra thì xe nhà binh này chở dân chúng, rồi cái bọn kia nó trà trộn nó chạy theo luôn. Thế nên lúc mà mình bắn thì có hết, có khả lý.